Vi Thức xin được gửi lời chào và lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể quý vị khán thính giả. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm ủng hộ kênh đọc thơ của Vi Thức trong thời gian qua. Hôm nay Vi Thức sẽ gửi tới mọi người một bài thơ rất là hay có tên Kén Chồng của tác giả Bùi Khoa. Sau đây xin mời mọi người cùng theo dõi. Ơ này bộ đội người Kinh, mày có đi xuống chợ tình chơi không? Hôm nay tao xuống chọn chồng, nó là phong tục người Mông tao mà. Người Mông tao ở Sapa, muốn chồng con gái cứ ra chợ tình. Cái vùng tao muốn chồng Kinh, muốn mày đi xuống chợ tình cùng tao. Trai Mông nó ở vùng cao, tao ghét nó nghiện thuốc Lào lắm cơ. Suốt ngày uống rượu say sưa, nghiện cả thuốc viện không ưa được mà. Tao muốn bộ đội thật thà, đẹp trai mà nói rất là dễ nghe. Tao ưng cái bụng này ghê, lấy mày tao sẽ về quê theo mà. Nếu mày muốn ở Sapa, bố tao bảo sẽ cho nhà ở ngay. Nên tao sang hỏi cái này, có ưng cái bụng đi ngay làm chồng. Tao là con gái bản Mông, mày là bộ đội biên phòng người Kinh. Hoa đào trong gió lung linh, bên nàng sơn nữ trao tình ngất ngây. Sapa thác bạc cầu mây, có đào bích nhị ngất ngây lòng người. Bây giờ mình xuống chợ thôi, ngày mai mình sẽ nên đôi vợ chồng. Vâng, vừa rồi là bài thơ Kén Chồng rất là hay. Trước khi dừng lời, Vi Thức kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hãy like, đăng ký kênh của Vi Thức. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.